Nhìn từ trên cao, cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng hàng không lớn nhất cả nước đã dần thành hình. Các hạng mục lớn của dự án đều đã hoàn thành sa nền, trong đó nhiều hạng mục quan trọng vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc chưa thể tháo gỡ ngay lúc này trong quá trình triển khai dự án. Vượt tiến độ hơn 70 ngày với gói hạ tầng xây dựng và đạt 80% khối lượng. Hiện các phần ngầm và phần thô của dự án các công trình phục vụ quản lý bay của cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được nhà thầu tổ chức thi công đóng gói vào mùa khô và tới mùa mưa này sẽ thi công các phần trong nhà. Ngoài ra, các thiết bị cũng đã được đặt hàng và đang sản xuất tại các nhà máy sẽ được đưa về kịp thời để lắp đặt đúng hẹn. Tháp không lưu thì là chúng tôi sẽ cố gắng thi công một hoàn thiện một phần vào 30 tháng 4 năm 2025 để tiến hành phục vụ cho cái việc bay thử của cái tổng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đài kiểm soát không lưu tại cảng hàng không quốc tế Long Thành được đầu tư một lần cho cả 3 giai đoạn để có thể phục vụ được 100 triệu khách một năm, là một trong những công trình điểm nhấn của dự án. Trong tháng 6 này thì toàn bộ 5 gói trang thiết bị chuyên ngành thuộc dự án thành phần 2 các công trình quản lý bay sẽ được phát hành hết để đấu thầu quốc tế với tổng giá trị của toàn bộ gói thầu là gần 800 tỷ đồng. Mục tiêu tiếp theo là tối đa là đến 25 tháng 8 năm 2024 thì sẽ ký được hợp đồng của cả 5 cái gói thầu này. Tuy nhiên cũng có những dự án thành phần đang bị chậm trễ. Dự án thành phần 4 đang bị chậm gần 3 tháng dù đã được giao mặt bằng sạch. Vướng mắc lớn nhất là tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư vào ngân sách nhà nước trong suốt vòng đời của dự án chưa được xác định. Hiện nay theo cái quy định của luật đấu thầu thì trong quá trình chúng ta triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì có một cái chỉ tiêu là chỉ tiêu chia sẻ lợi ích của doanh nghiệp và cho nhà nước tính trên doanh thu. Tuy nhiên là trong nghị định và trong thông tư thì cũng không hướng dẫn phương pháp và công thức để thực hiện cái việc này. Thì đây là một khoản thu cho ngân sách nhà nước thì chắc chắn là chúng ta phải có quy phạm pháp luật để quy định vào nó. Hiện Cục Hàng không đã chuẩn bị công tác đấu thầu, đồng thời báo cáo vướng mắc này lên cấp cao hơn để nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho dự án thành phần này sớm được triển khai.